các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt đầm liền tay rút dây size 3X như trên theo yêu cầu của các bạn. Mẫu đầm này thì không chỉ dành riêng cho lứa tuổi trung niên và các bạn mập, mà mẫu đầm này thì phù hợp với tất cả các lứa tuổi, chỉ cần các bạn chọn màu sắc hoa văn phù hợp với từng lứa tuổi là được. Mẫu váy này phần áo là kiểu 7 thân, các bạn để ý thì có đường cắt rời từ trên vai xuống đến phần eo. Vì vậy mẫu này chúng ta sẽ phải cắt áo rời, váy rời, sau đó chúng ta sẽ may ghép lại. Quan trọng là ở phần áo, còn phần váy thì cắt rất là nhanh và dễ các bạn ạ. Mẫu váy này thì rất là đa năng, có tác dụng che khuyết điểm cho các bạn mập và các bạn gầy. Mình sẽ chọn công thức dễ nhất để hướng dẫn các bạn, để cho các bạn có số đo nhỏ hơn mẫu hoặc to hơn mẫu thì các bạn cứ áp dụng vào công thức cắt được. Các bạn có yêu cầu ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới phần bình luận. Và đừng quên tặng mình một like, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Vải để cắt mẫu như trên thì các bạn cần chuẩn bị vải bằng dài váy cộng với dài tay cộng với 10 phân may. Khổ vải thì phải rộng từ 150 trở lên. Chất liệu vải thì các bạn chọn chất liệu vải mềm thì sẽ đẹp hơn cứng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành mẫu như trên. Trên màn hình là mẫu số đo của chúng ta cắt hôm nay, các bạn xem để dễ hình dung. Đầu tiên thì chúng ta cắt phần áo trước, các bạn gấp vải 2 lần như này. Chúng ta sẽ cắt 2 thân trước áo. Các bạn trải vải bằng vàng kẻ một đường thẳng để lấy tâm điểm. Từ đầu vải các bạn vào 3 phân, phần này để làm sao khuy cúc. Phần nẹp khuy cúc này để các bạn cắt rời và may ốp vào bên trong. Các bạn kẻ dài áo thì các bạn hạ eo đến đâu thì được tính là dài áo đến đó. Các bạn đo từ đỉnh điểm vai xuống đến cách bên trên rốn 2 phân thì được tính là dài áo. Cái điểm dài áo thì cũng là cái điểm nối giữa váy và chúng ta sẽ may rút dây ở điểm này. Thì mẫu của chúng ta dài áo là 39 cộng với 2 phân may là 41. 2 phân may là may đường nối giữa eo và áo 1 phân và may đường trên vai 1 phân. Cho váy thì các bạn đo ngay điểm dài áo này cho dễ. Các bạn kẻ vai thì sẽ bằng công thức vai chia 2 cộng với 1 phân. Vai mẫu là 46 chia 2 cộng 1 thì chúng ta kẻ ngang vai 24. Kẻ vai tính từ đường kẻ phần xa. Chúng ta kẻ tay liền nhưng mà đầu tiên các bạn cứ kẻ cơ bản như vậy, sau đó chúng ta mới kẻ sang phần tay thì sẽ dễ hơn. Các bạn kẻ vào cổ thì bằng công thức vòng cổ chia 5 cộng 4. Vòng cổ mẫu là 44 chia 5 cộng 4 thì chúng ta kẻ vào cổ 12,8. Các bạn kẻ xuống cổ thì bằng vòng cổ chia 5 cộng 3. Vòng cổ mẫu là 44 chia 5 cộng 3 thì kẻ xuống cổ 11,8. Các bạn kẻ đường chéo như này để vẽ vòng cổ. Các bạn vẽ từ đường chéo ra đường vòng cổ là 2,5 phân. Các bạn kẻ xuôi vai thì bằng công thức vai chia 10, vai mẫu là 46 chia 10 thì chúng ta kẻ xuôi vai 4,6. Các bạn kẻ nối vào điểm cổ lại được đường vai. Các bạn kẻ hạ nách tức là hạ ngực tính từ đường thẳng cổ xuống thì bằng công thức vòng ngực chia 4 trừ 1, ngực mẫu là 100 chia 4 trừ 1 thì chúng ta kẻ hạ nách 24. Các bạn kẻ ngang ngực thì sẽ bằng công thức vòng ngực chia 4 cộng với 2,5 phân cử động cộng với 2 phân may ở cái đường cắt rời từ trên vai xuống điểm eo và cộng với 2 phân may ở đường may bên sườn. Ngực mẫu là 100 chia 4 cộng với 2,5 phân cử động cộng với 2 phân may đường cắt rời trên vai và cộng với 2 phân may đường bên sườn thì chúng ta kẻ ngang ngực 31,5. Đường cắt rời từ đầu vai xuống là các bạn may đường may 1 phân. Tiếp theo từ đầu điểm vai các bạn vào 2 phân kẻ gióng thẳng xuống. Từ đầu điểm vai các bạn kẻ xuống 2,3 để vẽ vòng nách. Phần nách này thì các bạn không cần vẽ cũng được, mình chỉ vẽ để cho các bạn dễ nhìn thôi. Các bạn kẻ phần ngang eo thì các bạn kẻ bằng ngang ngực mẫu của chúng ta 31,5. Xuống ngang eo các bạn cũng kẻ 31,5. Các bạn kẻ nối lên điểm ngang ngực. Bây giờ để các bạn sẽ kẻ đến phần ống tay thì các bạn gióng thẳng từ điểm vai ở phần đầu vai các bạn nhích lên 0,5 phân và từ đầu điểm vai các bạn kẻ ra là 12 phân. Từ đường ngang ngực này các bạn xuống 4 phân.
Lương kẻ phần các bạn ra 2/2, cái phần này là để chúng ta gấp cái phần gấu ống tay vào. Các bạn kẻ như này là sẽ thành phần ống tay. Điểm này là để gấp gấu ống tay này. Từ đường kẻ phần này các bạn lên 1/1 để sa vạt, các bạn kẻ trúc xuống 1/3 đường ngang eo như này. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong hai thân trước áo, bây giờ các bạn cắt ra như này. Theo công thức là chúng ta đã cộng phân may rồi, các bạn cắt theo đường phấn như này. Cổ V ra như mẫu thì sau khi chúng ta may cổ chúng ta sẽ cắt phần này xuống 6/1 và vào 1/1. Vậy là chúng ta đã cắt xong hai thân trước, tiếp theo là chúng ta sẽ cắt đến thân sau. Cái phần cắt rời từ vai thì chúng ta sẽ để sau khi chúng ta cắt phần vải xong thì chúng ta mới cắt để cho dễ. Thân sau thì các bạn gấp vải như này. Các bạn trải vải bằng phẳng, lấy thân trước đặt lên vải thân sau. Đường kẻ phấn của thân trước thì song song với mép vải của thân sau. Các bạn trải vải thân trước và thân sau phải có độ bằng phẳng đều nhau thì cắt ra mới bằng nhau và đẹp. Từ đỉnh điểm vai thân trước các bạn gióng thẳng lên 2/2 đánh dấu lại, tức là để chồm vai 2/2. Sang đến điểm từ điểm ống tay thân trước này các bạn lên 3/3. Các bạn kẻ nối hai điểm vừa đánh dấu lại như này. Cái đỉnh điểm vai lên 2/2 này các bạn sẽ gióng thẳng vào phần này. Để các bạn sẽ vào cổ thân sau thì các bạn cũng bằng vào cổ thân trước là 12,8. Các bạn xuống cổ thân sau là 4/4. Các bạn kẻ nối đường kẻ chéo như này để chúng ta vẽ vòng cổ sau. Các bạn vẽ từ đường chéo ra đường vòng cổ sau là 1/2. Vẽ đến đây thì các bạn sẽ cắt ra, ở phần dưới thì các bạn cắt theo thân trước. Lên đến phần trên thì các bạn cắt theo đường phấn như này. Bây giờ chúng ta sẽ cắt tiếp đến phần váy, các bạn gấp vải như này. Váy bằng đường kẻ phấn áo, bởi vì đường áo thì sẽ đừng cắt rời này là may vào 2/2, nó sẽ bù cho bên này rồi. Cái phần nẹp này thì chúng ta may vào 1/1. Vì vậy các bạn sẽ cắt bằng như thế này, khi may thì nó sẽ khớp với phần áo. Kẻ dài váy thì tổng váy là 9, dài 90 trừ đi 39/1 phần áo thì sẽ còn lại phần váy là dài 51/1 và cộng với 3/1 may là may đường dưới gấu 2/1, đường nối ở trên eo với áo 1/1 là chúng ta kẻ chiều dài 54/1. Phần ngang gấu thì các bạn kẻ bằng ngang ngực cộng với 2/1. Từ điểm này các bạn lên 1/1 để sa vạt. Các bạn lên 1/1 thôi, bởi vì phần áo chúng ta cũng đã lên 1/1 rồi. Các bạn cắt bỏ phần 1/1 đi như này. Tiếp theo các bạn kẻ đến phần váy của thân sau thì các bạn cũng gấp vải như vậy và các bạn cắt y chang như là cái phần thân trước này thì sẽ may vào, sẽ bằng với phần áo của thân sau. Các bạn cứ cắt y chang như vậy là được. Bây giờ thì chúng ta sẽ kẻ và cắt rời cái phần từ trên vai xuống thì sẽ thành áo 7 mảnh. Các bạn sắp lại thân trước và thân sau cho bằng như này. Các bạn cứ kẻ thẳng từ đầu điểm vai xuống, các bạn không cần tính, các bạn cứ kẻ thẳng từ đầu điểm vai xuống là được. Các bạn cắt rời ra như này và cái điểm này các bạn may vào thì may 1/1, bởi vì chúng ta chỉ cộng có 1/1 may ở đây. Khi may ghép phần này lại thì các bạn sẽ đặt cái phần ống tay lên phía trên thì may ghép vào mới bằng nhau. Và may xong thì các bạn sẽ may một đường đè ở bên ngoài là sẽ được như mẫu. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn qua các bạn cách may ghép. May ghép phần thân áo xong thì các bạn may ghép cái phần váy vào phần áo và các bạn may cái phần ghép phần thân trước vào với thân sau. Các bạn sẽ cắt vải để may ở bên trong thì các bạn cắt 5/5, các bạn gấp vào. Các bạn may vào giữa cái đường ghép nối giữa áo và váy để cái phần này để rút dây. Phần cổ áo thì các bạn sẽ đặt cái phần cổ lên mếch và các bạn sẽ vẽ theo cái phần cổ như này. Các bạn sẽ vẽ cái bản cổ là 2/7. Cái phần nẹp giao khuy cúc thì các bạn sẽ từ cái phần cổ này các bạn xuống 6/6. Các bạn vào 1/1 ở phần trên này. Các bạn kẻ chéo và cắt bỏ cái phần đi như này.
thì nó sẽ được như mẫu. Và các bạn cũng sẽ đặt lên kế vải và các bạn sẽ cắt theo như này. Các bạn cắt cái bản của cái phần nẹp là 3 phân. Các bạn cắt chừa cái đường may ra và các bạn sẽ may từ bên mặt vải, các bạn may ốp nẹp vào trong mặt trái là được. Sau đó sẽ may đến cái phần cổ thì các bạn vẽ cái bản là 2 phân 7, các bạn sẽ cắt ra, các bạn dán vào, các bạn vẽ cái thân sau các bạn cũng cắt vẽ tương tự như vậy. Đó, và các bạn sẽ nối vào, sau đó các bạn sẽ may, các bạn đặt may như này là sẽ được. Nói chung phần may cổ thì rất là dễ, không khó các bạn nhé. Sẽ đặt từ ở bên mặt phải may, sau đó các bạn sẽ dựng lên. Và các bạn sẽ may cách từ cái phần giao khuy cúc, ở cái điểm cổ từ phần giao khuy cúc ra như này là sẽ được như mẫu. May mẫu này thì rất là nhanh và dễ, phần ống tay thì đã liền rồi, chúng ta không cần may, chỉ cần may phần gấu ở ống tay vào là xong. Và như vậy là chúng ta đã cắt xong mẫu của ngày hôm nay và video hôm nay của mình đến đây là hết. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.